Ladies and gentlemen, welcome Frankfurt Airport. And we are together and đang bị bỏ rơi tại Frankfurt Airport. Và chúng tôi chưa biết khi nào chúng tôi rời khỏi đây. Đây là tin tức chúng tôi chuyển từ nước Đức về nước Việt Nam cho quý vị xem để biết cuộc sống nghệ sĩ nó đã cay đắng, nó khổ sở, nó đau đớn và như thế nào. Tuy vậy, chúng tôi vẫn sống để phục vụ kiều bào của chúng tôi ở tất cả mọi nơi trên thế giới. Vì đó là mục đích sống, là nguồn sống và là thu nhập của chúng tôi. Có thể các bạn đang nằm trên giường thảnh thơi nghỉ ngơi, tuy nhiên tại nơi này, một đất nước xa xôi, một đất nước khách quê người, chúng tôi vẫn đang lăn lộn, chúng tôi vẫn nằm lăn lóc từng nơi, từng chỗ, từng nỗi buồn có thể len lỏi vào tim, từng nỗi nhớ xa xôi chúng tôi chuyển về quê hương cho quý vị. Nhưng quý vị không biết, tầng sâu thẳm chúng tôi chỉ vì tiền nên chúng tôi phải vật vã như thế này. Và sau đây là những người trong cuộc sẽ nói về việc điều này. Chào bạn, bạn nghĩ gì về cái hành trình vừa qua mà chúng ta đang bị bỏ rơi như thế này? Cái hành trình vừa qua tuy nó cũng không có dài, nhưng mà vì cái máy bay nó bị delay nên chúng tôi phải bây giờ phải lê lết ở ngoài sân bay Frankfurt. Cuộc sống của anh em nghệ sĩ rất là cực, tuy ở Việt Nam thì nó cũng không cực bằng bao nhiêu, nhưng mà vì đồng bào ở tất cả các nước ở châu Âu này nên chúng tôi đã qua đây để phục vụ cho bà con của bác, đem lại lời ca tiếng hát, đem lại những cái kịch vui vẻ cho mọi người coi, để mọi người rồi giải trí sau những ngày làm việc vất vả đó. Và sau đây là thôi, tôi xin chào và chúc các bạn ở Việt Nam là ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào. Vâng, vừa rồi là một lời nói rất xạo quần của một nghệ sĩ đến từ Việt Nam. Và bây giờ chúng tôi xin tiếp tục hỏi tiếp nghệ sĩ thứ hai. Xin mời, xin chào anh có thể tâm sự đôi lời về cái cảm xúc hiện nay đang ở một sân bay đất khách quê người như thế này. Thật sự là không biết nói gì hết á. Nói chung là đang rất là no, tại vì sáng giờ chỉ ăn thôi, nhưng mà được cái anh bên kia ảnh đãi, cho nên là bây giờ rất là vui và trong trạng thái rất là tươi. Vâng. Và bây giờ tôi rất là hạnh phúc, không biết nói gì hết. Vâng. Bây giờ chúng ta sẽ gặp cái anh bên kia đãi là anh nào? Đây, nghệ sĩ trẻ nhất đoàn, xin mời anh. Thật sự cả cuộc đời của tôi đi show giờ chưa bao giờ tôi biết trả tiền là gì. Và đây là lần đầu tiên tôi đặt chân xuống phi trường Frankfurt ở Đức. Tôi rất là sung sướng vì lần đầu tiên tôi đã dẫn hai người, một người là danh hài và một người là ca sĩ rất là nổi tiếng, một người bịt mặt mà mới vào nói chuyện với quý vị. Và hai người này tuy tuổi còn trẻ, còn người cái ngoại hình thì rất nhỏ, nhưng sức ăn có thể tàn phá cả một cái sa mạc, ăn tới ba đợt. Kéo đây cho thấy hình tôi cái coi. Ăn xúc xích Đức mà một người có thể ăn 3 tới 4 cái mà không cần ăn bánh mì. Và bây giờ, hiện giờ quý vị đang nói chuyện với tôi thì hai người đi vẫn còn tiếp tục muốn ăn thêm vài cái xúc xích Đức nữa. Dạ, vâng. Thưa quý vị, ở Việt Nam thì thường thường là có thuốc xích Đức, còn ở bên Đức thì có xúc xích Đức. Và như vậy là đã có hai nghệ sĩ, chúng tôi sẽ giấu tên và được ăn, mặc dù sau khi ăn là chửi trên đầu, trên cổ chửi xuống. Đó, đây, nghệ sĩ chửi trên đầu, trên cổ chửi xuống. Vâng, chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong một clip tiếp theo. Chúng tôi sẽ nói về sự cực khổ nhưng sau đó đã đến được với đất nước xa xôi, đó là nước Ba Lan. Và bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.